Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin những món nợ Trung Quốc tiềm ẩn rủi ro cho chính trị tại Việt Nam. Việt Nam tuy không chính thức tham gia sáng kiến vành đai và con đường, viết tắt là BRI, nhưng lại nhận được hơn 16,3 tỷ đô la trong dự án tài trợ của Trung Quốc giai đoạn 2000 đến 2017. Dù gánh nợ Trung Quốc không nặng như nhiều nước khác, nhưng báo cáo mới đây về những chương trình hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc cho thấy gánh nặng những khoản nợ mà Việt Nam vay Trung Quốc đang gia tăng, vượt xa những gì người ta thường nghĩ, tạo ra nhiều rủi ro chính trị và tác động đến các chính sách tiềm tàng trong quan hệ với Trung Quốc của chính quyền Việt Nam, vốn đã dễ bị thúc ép và quấy nhiễu và đe dọa. Đây là hình ảnh sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. 385 tỷ đô la nợ được che giấu trên trang The Diplomat. Hai nhà nghiên cứu Chari và Abura Phương Vũ khi tìm hiểu báo cáo của iData về danh mục hỗ trợ và cho vay của nước ngoài của Trung Quốc nhận thấy là tổng cộng có khoảng 385 tỷ đô la các món nợ đã không được công bố và công bố thấp hơn. Bộ dữ liệu này xem xét 13.000 dự án được Trung Quốc tài trợ với tổng trị giá là 843 tỷ đô la tại 165 quốc gia giai đoạn năm 2000-2017. Mặc dù dữ liệu gồm nhiều dự án không thuộc BRI, nhưng trên thực tế các khoản cho vay và hỗ trợ tài chính của Trung Quốc cũng đã tăng lên nhiều từ sau khi vành đai và con đường được khởi động vào năm 2013. Báo cáo này cho thấy tính trung bình, chính phủ đã công bố các khoản nợ và lãi cho Trung Quốc hiện nay và trong tương lai thấp hơn mức thực tế, tức là tương đương với khoảng 5,8% GDP. Và làm thế nào mà gánh nợ tiềm ẩn lớn đến như thế lại có? Và báo cáo iData ghi nhận 70% những khoản cho vay ở nước ngoài của Trung Quốc chủ yếu đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng nhà nước, những quỹ phục vụ mục đích đặc biệt, các liên doanh, các tổ chức khu vực tư nhân ở những nước nhận đầu tư. Và câu hỏi đặt ra là vì sao gánh nợ lại lớn đến như vậy? Thứ nhất, lãi suất cho vay của Trung Quốc không hề rẻ, trung bình ở mức 4%, cao gần gấp 4 lần so với lãi suất cho vay từ Nhật Bản hay từ Liên hiệp châu Âu. Đây là hình ảnh cảng Hambantota của Sri Lanka đã được gán nợ cho Trung Quốc trong dự án vành đai và con đường. Gần đây, Trung Quốc đang dự kiến chuyển đổi làm căn cứ hải quân khiến Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ hết sức lo ngại. Thứ hai là Trung Quốc có yêu cầu mức độ đảm bảo thế chấp cao, bất kể đó là tài sản hay tiền trong các khoản ký quỹ do Trung Quốc kiểm soát. Ngay cả khi Bắc Kinh có thể không có ý định chống lại một nhà nước có chủ quyền, nếu họ không thể trả được nợ, thì Trung Quốc cũng không ngần ngại để các doanh nghiệp của mình siết nợ, chiếm giữ tài sản của đối tác ở nước ngoài, mà ví dụ điển hình là Sri Lanka và Lào. Số tiền các nước nợ Trung Quốc cũng rất là lớn. 42 quốc gia đang phát triển bao gồm 4 nước Đông Nam Á gồm có Lào, Brunei, Campuchia và Miến Điện. Có mức nợ công, Trung Quốc chiếm tới hơn 10% GDP của họ. Nợ Trung Quốc của Việt Nam đang ở mức độ nào? Đây là điều mà dư luận đặt ra. Theo hai tác giả, tình hình Việt Nam đặc biệt khá nghiêm trọng. Việt Nam đứng hàng thứ 8 trong việc nhận các luồng tín dụng chính thức của Trung Quốc trong giai đoạn năm 2000-2017. Tại Đông Nam Á, tính tổng cộng Việt Nam đứng thứ 2 sau Indonesia vay 16,35 tỷ đô la của Trung Quốc. Về vay ODA ưu đãi mà Trung Quốc cung cấp thì Việt Nam chỉ xếp thứ 20 với khoảng 1,37 tỷ đô la. Tuy nhiên, do từ lâu nghi ngờ về dự án vành đai và con đường của Trung Quốc nên cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có một cơ sở hạ tầng nào chính thức nằm trong khuôn khổ vành đai và con đường này. Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông vay của Trung Quốc hơn 10.000 tỷ chưa trả, đã phải trả lãi 152 tỷ đồng trong năm 2020. Có thể nói, cho đến khi thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của cả nước bị phong tỏa vì đại dịch COVID-19, Việt Nam có một mức tăng trưởng kinh tế khá tốt. Vì Việt Nam chuyển sang thu hút các công ty và nhiều nước đang tìm cách tách khỏi Trung Quốc, nhưng cơ sở hạ tầng lại là một trở ngại lớn nhất cho Việt Nam. Trung tâm cơ sở hạ tầng toàn cầu ước tính nhu cầu về phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong giai đoạn 2016-2040 là tới 605 tỷ đô la. Và lúc Việt Nam cũng đang trở nên giàu có hơn, việc trợ công cho phát triển và các khoản vay thương mại song phương và đa phương đã lên đến đỉnh điểm.
nhu cầu cao đến mức Việt Nam phải huy động các nguồn tài trợ nước ngoài trong bối cảnh các dự án quan hệ đối tác công tư BOT ngày càng gặp nhiều khó khăn và ngân sách nhà nước ngày càng hạn hẹp. Đương nhiên, dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc có tiềm năng giúp Việt Nam giải tỏa cơn khát vốn và Hà Nội đã công khai tán thành. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào tháng 11 năm 2015, cả hai bên đã đồng ý mở rộng trao đổi thương mại song phương, đặc biệt là mậu dịch biên giới, do miền Bắc Việt Nam đã là một phần trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Hai nước còn đồng ý thúc đẩy hơn nữa, dù là không liên kết, với Vành đai và Con đường của Trung Quốc và chiến lược phát triển, hai hành lang và một vành đai kinh tế vào năm 2004 của Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2017, Việt Nam và Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ về việc cùng thực hiện chung vành đai và con đường của Trung Quốc và hai hành lang, một vành đai kinh tế của Việt Nam, bên cạnh việc thành lập nhóm công tác về hợp tác cơ sở hạ tầng và nhóm công tác về hợp tác tài chính, tiền tệ. Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cũng đã đến dự cả hai diễn đàn Vành đai và Con đường vào năm 2017 và năm 2019. Nhưng trong thỏa thuận nội bộ, giới lãnh đạo và các cố vấn chính sách đã bày tỏ những mối ngờ vực nghiêm trọng. Biên bản ghi nhớ vào năm 2017 hầu như đã không thực hiện vì nhiều lý do. Thứ nhất là lãi suất cho vay của Trung Quốc không hề rẻ. Chẳng hạn có khoản vay ODA của Trung Quốc là lãi suất rất cao, trung bình khoảng 3% mỗi năm. Cao hơn rất nhiều so với Nhật Bản từ 0,4 cho đến 1,2%, Hàn Quốc từ 0 cho đến 2%, hay Ấn Độ 1,75%. Hơn nữa, các khoản vay của Trung Quốc còn phải chịu phí cam kết 0,5% và phí quản lý là 0,5%, trong khi các đối tác khác thường chấp nhận cho Việt Nam vay trong vòng 15 năm với ân hạn là 5 năm, thì thời hạn và ân hạn của Trung Quốc lại ngắn hơn. Thứ hai, các khoản vay của Trung Quốc đi kèm nhiều điều kiện bổ sung, bao gồm thiết kế và quản lý dự án từ các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, mua công nghệ của Trung Quốc và sử dụng công nhân của Trung Quốc. Nhiều người trong số lao động này đã không bao giờ về nước và gây ra sự bất bình của người dân địa phương. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng tham gia biểu tình phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đi vào Biển Đông của Việt Nam vào năm 2014. Thứ ba là các công ty của Trung Quốc có nhiều tiền sử về sự chậm trễ, thiếu minh bạch, vượt chi phí, hủy hoại môi trường, chất lượng công trình kém và phí bảo trì rất cao. Ví dụ điển hình là tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội. Dự án công trình trị giá 866 triệu đô la, chất lượng dự án hạ tầng của Trung Quốc tồi tệ là nguồn gốc của sự phản đối đáng kể từ công chúng tại Việt Nam. Vậy ý chí chính trị tại Ba Đình hiện nay như thế nào? Tại sao Hà Nội tiếp tục tìm kiếm các khoản vay từ Trung Quốc cũng là câu hỏi được đặt ra. Một phần đó là do những tính toán chính trị. Khi hy vọng rằng quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc thì sẽ hạn chế được sự uy hiếp và gây hấn của Bắc Kinh. Chính quyền Hà Nội cũng không công khai bày tỏ lo lắng gì về việc rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc. Họ cho rằng những khoản nợ đó vẫn có thể kiểm soát được và kinh tế phát triển còn đủ mạnh để trả nợ. Theo báo cáo iData, nếu tính gộp nợ của nhà nước và các khoản nợ khác, tổng nợ của Việt Nam với Trung Quốc chiếm đến 6% GDP. Chừng nào Việt Nam còn có thể trả được nợ vay cho Trung Quốc, dù ở mức lãi suất cực kỳ cao, thì khi ấy thừa phát lại, tức là kẻ đi đòi nợ vẫn chưa đến gõ cửa nhà. Nhưng nếu khi ngày ấy mà đến, thì giới lãnh đạo Hà Nội sẽ phải đối mặt với những phản ứng dữ dội từ những công dân có mức độ nghi kỵ Trung Quốc rất cao. Đây mới chính là những rủi ro chính trị thật sự cho chính quyền tại Hà Nội. Tác giả đã kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021 với bản tin Những món nợ của Trung Quốc tiềm ẩn rủi ro chính trị cho Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.